cơ quan công an truy tìm cựu CEO Bamboo Airways Đặng Tất Thắng. Đã đến lúc cần bỏ độc quyền trong kinh doanh vàng. Giá nhà tại Singapore đắt nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đó là những thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước hết hãy cùng tôi điểm qua một số tin tức kinh tế mới nhất vừa được cập nhật. Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hải Linh của truyền hình VOV. Ngày 22 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã phát đi thông báo đang kiểm tra xác minh tin báo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín về dấu hiệu tội phạm do Đặng Tất Thắng lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo quyết định phân công của Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra về giải quyết nguồn tin tội phạm. Qua kiểm tra xác minh bước đầu, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an xác định ông Đặng Tất Thắng sinh ngày 29 tháng 10 năm 1981, quê quán xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, thường trú tại Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, chỗ ở chung cư FLC số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, hiện ông Đặng Tất Thắng không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu. Tại quyết định truy tìm này, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an xác định ông Đặng Tất Thắng là người bị tố giác, hiện không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ kiểm tra xác minh vụ việc. Trước đó trên Facebook cá nhân, ông Đặng Tất Thắng cho biết ông Dương Công Minh, chủ tịch ngân hàng Sacombank bị cấm xuất cảnh do liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Cục Hải quan Khánh Hòa vừa có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Tâm Thịnh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam, Trung Nam Group từ ngày 6 tháng 5. Lý do là bởi doanh nghiệp này đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quyết định số 444 ngày 27 tháng 12 năm 2023 do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian thực hiện từ ngày 6 tháng 5 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước. Trước thông tin trên, đại diện Trung Nam cho biết gần đây tập đoàn gặp khó khăn trong kinh doanh, đặc biệt là trong mảng năng lượng tái tạo nên ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính. Chúng tôi đang cố gắng xoay sở để trả nợ thuế sớm nhất có thể, đại diện Trung Nam cho biết thêm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nova Thảo Điền, công ty con của tập đoàn đầu tư địa ốc Nova, Novaland, vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023. Theo báo cáo tài chính được công bố, năm 2023, vốn chủ sở hữu của Nova Thảo Điền là 6.340 tỷ, giảm gần 7% so với vốn chủ sở hữu của năm 2022. Kết thúc năm 2023, Nova Thảo Điền báo lỗ sau thuế hơn 462 tỷ đồng. Trong đó, năm 2022, doanh nghiệp này cũng báo lỗ gần 581 tỷ đồng. Hiện tại, Nova Thảo Điền có duy nhất một lô trái phiếu đang lưu hành trên thị trường, tổng trị giá phát hành là 2.300 tỷ đồng. Mã trái phiếu NTDCH2227001 phát hành ngày 5 tháng 9 năm 2022, kỳ hạn 5 năm, tức đáo hạn ngày 5 tháng 9 năm 2027. Lãi suất trái phiếu được công bố là 10,5% một năm. Đáng chú ý, Nova Thảo Điền đã nhiều lần thực hiện thanh toán gốc của lô trái phiếu này. Đa số khoản thanh toán là bằng hình thức hoán đổi trái phiếu thành các tài sản khác như quyền tài sản, bất động sản, v.v. Sáng 23 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Tại lễ công bố, ông Lê Quang Huy, Phó Chánh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố quyết định số 324. Ngày 17 tháng 5 năm 2024, thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, thông báo toàn văn quy định của luật thanh tra, luật Ngân hàng Nhà nước về nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn, thành viên đoàn thanh tra, quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương. Thời gian thanh tra là 45 ngày. Đối tượng thanh tra bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu. Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra theo quy định của luật thanh tra và các quy định có liên quan, tập trung vào các nội dung: thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ, về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên. Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 7 sáng ngày 23 tháng 5,
Quốc hội họp tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2024. Một trong những vấn đề được đại biểu quan tâm đó là những diễn biến bất thường của thị trường vàng thời gian qua. Nhấn mạnh, thị trường vàng, bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua không ổn định, giá vàng liên tục nhảy múa. Đặc biệt, giá vàng trong nước vẫn có sự chênh lệch lớn với giá vàng thế giới, dù chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp. Đại biểu Tạ Thị Yên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, đề nghị các bộ, ngành chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ. Đối với thị trường vàng thì chúng ta có thể thấy rõ, đây không phải là cái nhu cầu thực tế của người dân, mà nó có thể là do một số cái đối tượng là đầu cơ, lũng đoạn thị trường để trục lợi. Điều đó cho thấy là cần sớm có cái sự chỉ đạo tháo gỡ bình ổn để truyền thông làm rõ, tránh những cái tác động tiêu cực đến nền kinh tế rồi xáo trộn tâm lý của người dân. Trong khi đó, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đề nghị cần đặc biệt lưu tâm đến giá vàng tăng bất thường, càng ngày càng chênh lệch cao so với giá vàng thế giới. Phải có biện pháp điều tiết đưa giá vàng ngang bằng với thế giới một cách linh hoạt. Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện đấu thầu vàng để tăng cung nhằm để giảm giá. Thế nhưng mà thực sự chúng ta nhìn thấy cứ sau mỗi phiên đấu thầu, giá vàng lại tăng lên. Đúng không ạ? Giá vàng tăng lên nhiều hơn. Và tôi nhìn thấy cơ chế đấu thầu của Ngân hàng Nhà nước hiện nay đang là có đấu thầu ngược. Chính cái tác nhân đấu thầu của nhà nước làm giá vàng tăng lên. Bởi vì chúng ta đặt cái giá sàn là cao hơn giá thị trường. Và giá sàn đã cao thị trường thì khi người trúng thầu bán ra, người ta phải bán hơn, cao hơn giá trúng thầu thì đương nhiên giá vàng nước phải tăng lên. Do vậy, chúng tôi thì cho rằng là rất cần thiết phải kịp thời xử lý điều hành vấn đề là liên quan đến cái đưa giá vàng trong nước nó phải ngang với lại cái liên thông thế giới. Về mặt dài hạn thì rõ ràng là chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện là phải sửa cái nghị định 24, bởi vì chính cái nghị định 24 nó đã hết cái gọi là tác dụng của nó trong cái giai đoạn trước đây và bây giờ nó sinh ra cái tác dụng ngược. Cũng liên quan tới đề xuất sửa nghị định 24 ban hành năm 2012 của chính phủ, một số ý kiến cũng cho rằng sau 12 năm thực hiện, nghị định này đã có những bất cập, do vậy đã đến lúc cần đúc kết để sửa đổi nghị định. Chúng tôi cũng đề nghị là chính phủ cần sớm tổng kết để sửa đổi cái nghị định 24 này. Và đặc biệt là chúng tôi thấy trong cái giai đoạn hiện nay thì cũng nên bỏ cái độc quyền vàng của nhà nước và thúc đẩy cái phát triển cái vàng thủ công mỹ nghệ. Một trong những cái chúng ta thấy là cái do cái thị trường vàng nguyên liệu và vàng miếng nó có chênh lệch với vàng thế giới khá là cao, vì vậy mà nó gây cái khó khăn cho cái phát triển cái vàng thủ công mỹ nghệ. Một số ý kiến cũng cho rằng, mặc dù thời gian qua Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức nhiều phiên đấu thầu vàng miếng, thế nhưng giải pháp này chưa mang lại hiệu quả như mong muốn, bởi giá đưa ra đấu thầu gần sát với giá thị trường, chứ không phải theo giá vàng thế giới. Vì vậy, việc đấu thầu vàng lại khiến thị trường trở nên nóng hơn. Để giải quyết vấn đề chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, cần phải tính đúng, đủ giá thành của vàng trong nước làm giá khởi điểm để tổ chức đấu thầu. Liên quan đến đấu thầu vàng, trong phiên đấu thầu vàng miếng SJC diễn ra sáng nay ngày 23 tháng 5, có 11 thành viên trúng đấu thầu với tổng khối lượng trúng thầu là 13.400 lượng vàng, giá trúng thầu cao nhất là 88,73 triệu đồng một lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 88,72 triệu đồng một lượng. Mức giá trúng thầu trên cho thấy Ngân hàng Nhà nước đã quyết định hạ giá tham chiếu vào phút chót để tăng khả năng trúng thầu của các thành viên tham dự. Mới đây, Bí thư Thành ủy Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh vừa ký ban hành công văn về việc tạm dừng giải quyết cho cán bộ, đảng viên là lãnh đạo các cấp đi nước ngoài. Nhằm tăng cường giải quyết các vấn đề trọng tâm từ nay cuối năm 2024, vừa qua, Thành ủy Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã ra công văn tạm dừng và giải quyết các vấn đề đối với các cán bộ, đảng viên và cán bộ các cấp đi nước ngoài. Theo đó, đối tượng thực hiện theo công văn này là các ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố, bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ, trực thuộc thành ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã, không bao gồm những trường hợp được chỉ định tham gia các đoàn công tác do tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức. Việc tạm dừng giải quyết cho cán bộ, đảng viên là lãnh đạo các cấp đi nước ngoài, căn cứ theo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và của cấp xã từ nay đến hết năm 2024. Nhất là giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách như
công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, khoáng sản, an ninh trật tự, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo kết luận của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Theo thống kê đến nay, tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang đã kiểm tra và phát hiện 1.744 vụ vi phạm liên quan đến đất đai do nhà nước quản lý và đất rừng, với diện tích khoảng 685 ha. Đối với việc phân lô tách thửa chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, chưa cấp phép xây dựng cơ sở hạ tầng, qua thống kê cho thấy, thành phố Phú Quốc hiện có khoảng 420 khu với gần 195 ha được phân thành hơn 8.700 thửa đất. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc đã chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai liên quan công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển LHD cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra theo quy định. Từ vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt tạm giam nhiều đối tượng, trong đó có hai chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và ba cán bộ quản lý rừng Phú Quốc đã ra đầu thú vì liên quan đến vụ án trên. Mới đây, chủ đầu tư Raymond Holdings đã đưa ra chính sách bán hàng và thông tin về giá bán các căn hộ Hà Nội Signature, một dự án cũ của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Được biết, ngay từ khi sang tay chủ mới, một số căn hộ tại đây được giao bán cao nhất với giá hơn 200 triệu đồng một mét vuông. Tháng 4 vừa qua, dự án The Palace de Luis của Tân Hoàng Minh đã chính thức đổi tên thành Hà Nội Signature. Đơn vị tiếp quản là Raymond Holdings, một doanh nghiệp hoàn toàn mới trên thị trường bất động sản tại Việt Nam. Dự án có địa chỉ tại số 6 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội, được khởi công xây dựng vào cuối năm 2009. Tòa nhà cao 27 tầng, 4 tầng hầm, gồm 242 căn hộ cao cấp, có diện tích từ 113 đến 240 m2, với 23 phòng ngủ, được triển khai xây dựng trên khu đất có diện tích 4.791 m2. Sau khi sang tên đổi chủ, Raymond Holdings đã đưa ra chính sách bán hàng và thông tin về giá bán các căn hộ tại Hà Nội Signature. Có 3 hình thức bàn giao căn hộ. Với gói bàn giao thô có khoảng 30 căn, mức giá từ 97 đến 180 triệu đồng một mét vuông. Bàn giao cơ bản có khoảng 70 căn hộ, với giá 145 đến 198 triệu đồng một mét vuông. Bàn giao hoàn thiện có 140 căn, mức giá từ 140 đến 219 triệu đồng một mét vuông. Thời gian bàn giao căn hộ dự kiến vào quý 2 năm 2025, đã có sổ đỏ tổng. Giá nhà riêng trung bình ở Singapore là 1,3 triệu đô la Mỹ vào năm 2023, mức đắt nhất trong số 48 thành phố ở 11 quốc gia mà Viện Đất Đô Thị có trụ sở ở Washington khảo sát. Báo cáo của Viện Đất Đô Thị tại Washington cho thấy, nhà ở tư nhân ở Singapore tiếp tục đắt nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm thứ hai liên tiếp. Viện Đất Đô Thị ULI, một công ty phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington, Mỹ nói rằng, giá nhà riêng trung bình ở Singapore là 1,3 triệu đô la vào năm 2023, mức đắt nhất trong số 48 thành phố ở 11 quốc gia mà báo cáo nghiên cứu. Tiếp theo là lãnh thổ Hồng Kông, Trung Quốc, nơi ghi nhận giá nhà trung bình là 1,15 triệu đô la. Nhà ở tại Sydney, Australia, thị trường cao tiếp theo có giá trung bình là 1,06 triệu đô la. Tuy nhiên, xét về giá mỗi mét vuông thì Hồng Kông là thị trường nhà ở tư nhân đắt đỏ nhất trong khu vực, với giá trung bình là 18.331 đô la một mét vuông. Tiếp theo là Singapore với giá trung bình là 11.749 đô la một mét vuông và Thâm Quyến Trung Quốc với giá trung bình là 10.142 đô la một mét vuông. Các ngôi nhà ở Thâm Quyến có tỷ lệ giá trên thu nhập cao nhất là 32,3. Tiếp theo là Bắc Kinh với 28,7. Trên khắp các thành phố được ULI theo dõi, thu nhập hộ gia đình trung bình năm cao nhất ở Singapore ở mức 97.124 đô la. Giá trung bình của một căn hộ chung cư do chính phủ Singapore xây dựng vào năm 2023 là 461.289 đô la, tăng hơn 50.000 đô la so với năm 2022. Báo cáo cho biết, việc thuê nhà nhìn chung có giá phải chăng hơn đáng kể so với việc mua nhà trong khu vực. Ví dụ ở Tokyo, Nhật Bản, nơi tỷ lệ giá trên thu nhập khi mua nhà là 14,3, tiền thuê nhà trung bình tháng là 20% thu nhập trung bình tháng của hộ gia đình. Tỷ lệ này là dưới 30% đối với các thành phố của Trung Quốc đại lục như Trùng Khánh và Thiên Tân. Trong khi đó, tỷ lệ này đối với nhà riêng ở Singapore là 36%. Công ty sản xuất chip NVIDIA ngày 22 tháng 5 cho biết, lợi nhuận dòng quý 1 năm 2024 đã tăng vọt gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nhu cầu về chip xử lý trí tuệ nhân tạo AI trong các trung tâm dữ liệu. Theo báo cáo của NVIDIA, lợi nhuận dòng đạt 14,9 tỷ đô la trong khi doanh thu tăng gần gấp 4 lần, đạt 26 tỷ đô la so với cùng kỳ năm ngoái.
giá cổ phiếu Nvidia tăng 3% lên 977,99 đô la một cổ phiếu sau khi Nvidia công bố thông tin trên. Giám đốc điều hành của Nvidia Jensen Huang cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo đã bắt đầu. Các công ty và quốc gia đang hợp tác với Nvidia để chuyển đổi các trung tâm dữ liệu truyền thống trị giá hàng nghìn tỷ đô la sang điện toán và xây dựng một loại trung tâm dữ liệu mới, các nhà máy AI để sản xuất hàng hóa mới là trí tuệ nhân tạo. Theo ông Huang, nhu cầu về các bộ xử lý đồ họa tiên tiến được thiết kế riêng cho việc đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo đang rất mạnh. Một dấu hiệu đáng hứa hẹn là sự quan tâm đến AI tạo sinh đang phát triển nhanh ngoài các ông lớn điện toán đám mây, sang các công ty Internet tiêu dùng, ô tô, chăm sóc sức khỏe, cũng như các quốc gia đang tìm cách xây dựng AI phục vụ các mục tiêu quốc gia. Theo ông Huang, chip Nvidia được xem là trái tim của các trung tâm dữ liệu đang chuyển đổi thành các nhà máy sản xuất AI, với dữ liệu là nguyên liệu thô được biến thành các trải nghiệm như video được tạo nhanh bằng công cụ Sora mới của OpenAI. Theo Nvidia, ở các khu vực ngoài nước Mỹ, các hệ thống AI phục vụ mục tiêu quốc gia đang góp phần làm gia tăng nhu cầu về chip Nvidia. Ông Huang hồi tháng 3 năm nay đã công bố thế hệ chip mới nhất của Nvidia có tên là GB200 với khả năng thực hiện các tác vụ lớn gấp 30 lần so với thế hệ trước đó là H100 trong một số nhiệm vụ nhất định, trong khi điện năng tiêu thụ giảm tới 25 lần. Theo Nvidia, thế hệ bộ xử lý đồ họa AI mới dựa trên kiến trúc Blackwell có thể mang lại sự nâng cấp hiệu suất rất lớn cho các doanh nghiệp ứng dụng AI. Nvidia cho biết, các khách hàng lớn của công ty này là Amazon, Google, Microsoft, OpenAI và Oracle dự kiến sẽ sử dụng thế hệ chip mới trong dịch vụ điện toán đám mây và dịch vụ AI. Nvidia đã trở thành công ty trị giá 2.000 tỷ đô la nhờ cung cấp những con chip quan trọng dùng để huấn luyện các mô hình AI phức tạp. H100 là bộ vi xử lý mạnh nhất mà Nvidia từng chế tạo dựa trên kiến trúc Hopper, đồng thời là một trong những thế hệ chip được đánh giá cao nhất trong thế giới công nghệ, có giá 30.000 đô la đến 40.000 đô la một chip. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.